Giờ thấy chưa Phương Anh ơi? Dạ rồi. Rồi. Đó. Bây giờ các bạn hãy nhanh tay comment đáp án câu 1. Nãy thầy không chia sẻ màn hình. Không chia sẻ đề thi mà kêu comment. Comment kiểu gì đây? Rồi. Gọi x1, x2 là hai nhịp của phương trình bậc 2. X bình trừ 5, x cộng 2 bằng 0. Cái này là kiến thức của lớp 9, lớp 10 có học lại đấy. Tổng hai nghiệm là trừ b phần a. B ở đây là âm 5 trừ b phần a là bao nhiêu nhỉ? Trừ đi b là trừ âm 5 là dương 5 ha. Dương 5 phần phần a là phần 1. Như vậy tổng hai nghiệm bằng bằng 5. Còn tích hai nghiệm là bằng c phần a là bằng 2. 5 với 2. Như vậy là nào comment 1c thì là đúng rồi. Cái này thì kiến thức cơ bản có gì nhá. Dọn cái bút màu rồi, được rồi. Rồi. Câu số 1. Như vừa rồi ta mới giải thích xong. Tổng hai nghiệm bằng trừ b phần a là trừ đi âm 5 phần 1 là được 5. Tích hai nghiệm c phần a 2 phần 1 được 2. Rất nhanh chóng chọn câu c. Tiếp tục comment câu 2 cho thầy đi các bạn ơi. Comment đáp án câu 2. Rồi Trang Thi câu 2A. Minh Thư cũng vậy đạt. Những bạn khác nhanh chóng comment nha. Không comment có nghĩa là không học đó nha. Ghi cả số 2 đằng trước nha. Một số bạn chỉ comment A thôi thì không biết câu nào. Xíu nữa cuối buổi đếm xem tổng số câu mình đúng là bao nhiêu để tự chấm điểm cho mình nhé. Nhân lên thôi. 50 câu nhân lên. Mỗi câu 0,2 điểm. À, câu này thì đầu tiên là ta đặt điều kiện xác định là x khác âm 2 này. X với mẫu x cộng 2 khác 0 thì x khác âm 2. Rồi mẫu của phân thức thứ hai là có x bình tức là x khác 0. Đó. Bây giờ ta quy đồng thôi. Quy đồng thì ta được cái gì? Phương trình là mẫu chung ở đây là x cộng 2 nhân x bình đúng không? Như vậy ta được nhân chéo rồi. Nhân chéo 1 nhân x bình là x bình này. Trừ đi tử bên phân thức bên phải là nhân cả tử mẫu x cộng 2 đúng không? Có trừ 1 nhân x cộng 2 là được trừ x trừ 2 luôn này nhá. Chéo lên. Dưới mẫu là x bình nhân x cộng 2. Đó. Bằng 0. Cái này thì khử mẫu thì ta được cái phương trình là x bình trừ x cộng trừ 2 bằng 0. Phương trình này có hệ số a trừ b cộng c bằng 0. Có nghĩa là 1 trừ đi âm 1 cộng 2 cộng cho âm 2 chứ bằng 0. Thì có một nghiệm là bằng âm 1 và một nghiệm là trừ c bằng a. Có nghĩa là trừ cho âm 2 phần 1 là được 2. Đáp án chính xác sẽ là 2A. Chúc mừng những bạn có đáp án 2A. Lưu ý là ta đối chiếu cái hai giá trị x tìm được ở đây với cái điều kiện nó thỏa mãn điều kiện nhé. X bằng 1 với bằng 2 được thỏa mãn điều kiện. Rất may mắn là thỏa mãn điều kiện. Tiếp tục comment câu 3 nhé. Comment câu 3. Các bạn comment 3C. Rồi. Phương trình này có bao nhiêu nghiệm? À, phương trình này thì cái điều kiện xác định là biểu thức trong căn lớn hơn hoặc bằng 0. X bình trừ 3 lớn hơn hoặc bằng 0. Đó, đó là điều kiện. Điều kiện của ta là x bình trừ 3 lớn hơn bằng 0. Ta để điều kiện này cũng được. Thích thì giải ra tìm điều kiện cụ thể bằng cách bấm máy tính. Còn không thích thì để nguyên. Thế thì cái phương trình đã cho là phương trình 1 đi. Nó sẽ tương đương với vế phải là hằng số dương rồi thì bình phương hai vế
x bình trừ 3 bằng 4, đúng không? Biến đổi x bình bằng 4 cộng 3 là 7. X bình bằng 7 thì cho ta hai giá trị của x, đó là x bằng căn 7 và x bằng âm căn 7. Hai giá trị này, muốn biết giá trị nào thỏa mãn thì ta thay cả lần lượt giá trị x bằng căn 7 với âm căn 7 vào cái điều kiện. Căn 7 bình phương là 7, 7 trừ 3 lớn bằng 0. Âm căn 7 bình phương là cũng được 7 luôn. Trừ 3 lớn bằng 0, như vậy cả hai giá trị này đều nhân. Nói tóm lại thì phương trình có hai nghiệm, đó là dương căn 7 và âm căn 7 ha. Và tiếp tục comment câu 4 nào. Tiếp tục hãy comment câu 4 cho thầy. Câu 4. Có mấy bạn comment 4A rồi. Tuyệt vời. Comment trước khi thầy giải ra đáp án mới được tính. Comment trước khi thầy giải ra. Và nhớ đếm, nhớ là lấy bút giấy ra gạch gạch cái chân số câu, cái chân mà số lượng câu mà mình trả lời đúng nhá. Số lượng câu mình trả lời đúng. Để xíu có buổi mình đếm con coi thử cái kiến thức của mình đọng lại được bao nhiêu phần trăm. Số điểm của mình chính là số phần trăm kiến thức của mình đã học được, còn nhớ lại đúng không? Nhiều người comment 4A, có những người không comment là không, nếu không được tính câu đó đó nha. Cho hai điểm phân biệt A và B, Y là trung điểm đoạn thẳng AB. Thế thì câu hỏi là vector câu nào sau đây đúng hả? Thì tức là câu nào sau đây đúng đó. Hai điểm phân biệt AB, Y là trung điểm. Vector AI trừ vector IB tức là cộng bằng 0, tức là vector AI bằng vector IB. Câu này hoàn toàn chính xác luôn các bạn ha. Ta chuyển vế vector trừ IB qua vế phải thành cộng IB. Như vậy vector AI bằng vector IB là chính xác không? Đây là hai vector có cùng hướng và có cùng độ dài, có nghĩa là hai vector bằng nhau. Tiếp tục comment câu 5 nào. Câu 4A đã đúng rồi thì thôi khỏi thử những câu còn lại đi, tìm câu đúng mà. Câu 5, nhanh chóng comment câu 5 nào. Chưa ai làm được câu 5 hả? À, hay là để kêu mấy em lớp 8 nó làm cho ha. Lớp 8 làm câu này cho mấy anh chị lớp 10, lớp 11 ha. Vũ ơi, alo bạn Vũ, Vũ bật mic trả lời cái Vũ nào. Không nghe được. Mấy anh chị càng lớn càng có nhiều biểu hiện khác thường, khác người. Mấy em lớp nhỏ nhỏ là được thầy kêu phát biểu là sướng hết cả người. Bật mic lên trả lời ngay lập tức. Còn mấy anh chị lớn là không biết là nó tam đâu rồi. Rồi, có mấy bạn comment là 5B. Rồi, có mấy bạn là comment 5B. Kiểm tra nhá. Cái phương trình đề bài cho ở đây ta sẽ biến đổi. Ta sẽ nhân m bình vào trong ngoặc đi để đưa về dạng ax, ax bằng b đấy các bạn, là m bình này nhân x này cộng với 3 m bình này nhân m bình trong ngoặc nhá, bằng vế phải m bình cộng 2 tương đương với m bình nhân x bằng chuyển 3 m bình qua vế phải trừ 3 m bình, 1 m bình trừ 3 m bình là âm 2 m bình ha, cộng 2. Ở đây là phương trình có dạng A nhân X bằng với B. Đây là kiến thức lớp 10 có học lại nhé. Kiến thức học kỳ 1 lớp 10 có học lại. Thế thì sao? Phương trình này mà vô nghiệm khi hệ số A bằng 0. Vô nghiệm khi A bằng 0. Và B của ta là khác 0. B khác 0. Và vô nghiệm nhé. Phương trình này là vô nghiệm khi A bằng 0, B khác 0. Tại sao lại như thế?
Nếu như a bằng 0, cái số a bằng 0 thì nhân với x, không có giá trị x nào mà nhân với 0 mà được kết quả b khác 0 hết đó. Đó, đồng ý chưa? A bằng 0 ở đây thì có nghĩa là m bình bằng 0 đấy các bạn. A của ta là m bình này, còn b khác 0 là trừ 2 m bình cộng 2 khác 0. Như vậy thằng này vô nghiệm nhé, thằng này vô nghiệm khi m bình của ta là bằng 0 này, còn trừ đi 2 m bình, trừ đi 2 m bình cộng 2 là khác 0 này, bằng 0 b và khác 0 thì thế vô đúng không? X nhân với x không thể là còn số nào được nữa, không có số x nào mà thỏa mãn, nhân với không được một số khác không hết đó. Thế thì ta giải cái này thôi, m bình bằng không thì cho ta m bằng không, còn trừ 2 m bình cộng 2 bằng không, tức là 2 m bình sẽ bằng 2 đúng không? Chuyển âm 2 m bình có phải phải 2 m bình 2 thì m bình à, khác chứ, khác không chứ. M bình khác 1, tức là m khác cộng trừ 1. Cái này các bạn có thể nhầm ra ngoài nháp, m khác cộng trừ 1. Thì cái này kết hợp hai cái này lại thì cho ta m bằng 0 thôi. Rồi m bằng 0 thì khác cộng trừ 1 rồi. Đáp án B là chính xác. Tiếp tục các bạn hãy comment câu số 6. Chúc mừng những bạn có comment 5B nhé. Câu 6 nào. Giao điểm của parabol và đường thẳng này có tọa độ là bao nhiêu? À, cái này thì ta sẽ cho 2y bằng nhau. Y của parabol là x bình phương trừ 6x cộng 2. Và y của đường thẳng là x trừ 4. À, ta chuyển vế qua là x bình phương trừ đi 6x trừ x trừ 7x. Âm 4 chuyển qua vế trái là cộng với 2 nữa là 6. Bằng 0. Có hệ số a cộng b cộng c bằng 0 này, 1 cộng 7 cộng 6 bằng 0 thì một nghiệm bằng 1 và một nghiệm là c phần a là bằng 6. Thay x bằng 1 vô cái đường thẳng y bằng x trừ 4 á thì y sẽ bằng 1 trừ 4 là bằng -3. Còn x bằng 6 thì thay vô đường thẳng y bằng x trừ 4 á thì là y sẽ bằng 6 trừ 4, thay vô đường thẳng y bằng x trừ 4 là bằng 2. Đó. Vậy thì mỗi một cặp x y này là một tọa độ giao điểm. Tọa độ giao điểm thứ nhất là 1 âm 3 và thứ hai là 6 2. Đáp án chính xác là đáp án C. Chúc mừng những bạn comment C. Đấy. Chúc mừng những bạn comment C. Câu này nhiều bạn có vẻ biết làm đấy, comment chính xác rồi đó. Đấy. Cảm ơn các bạn đã rất là tích cực tương tác. Những bạn tích cực tương tác. Câu số 7. Tiếp tục comment câu 7. Cho parabol này có đồ thị như hình ở bên dưới. Và câu hỏi là có tọa độ đỉnh là bao nhiêu? Đỉnh có parabol. Parabol này là một cái vòng cung bề lõm. À, đấy, vòng cung hình chữ U đấy. Hình chữ V, chữ V. Đó. Thế thì cái điểm thấp nhất chính là tọa độ. Điểm đây có tọa độ là x bằng 3 này, y bằng 1. Còn mà đấy nào, 7a. Ồ. Oh, có bạn comment 7a kìa. Hả? À, đỉnh của parabol. Vậy mà có bạn comment 7a. Sao nhỉ? Toàn cao thủ ấy ta. Rõ ràng hoành độ x bằng 3 này chiếu lên đây này, ngay này điểm này. Đây là điểm y của ta này. Còn y bằng 1 bên này này. Phải B nhá. Đấy. Cái đó mà đã quên rồi. Thế đấy. Ta vẽ sẵn là tìm đấy. Chưa phải mất công vẽ luôn. Câu số 8 nào. Câu số 8, các bạn comment câu 8.
À, câu 8 thì tương tự như câu 1 hồi nãy thôi. Ngược lại câu 1. Tổng x1 cộng x2 bằng 8, tích x1 nhân x2 bằng 9. Thế thì khi đó x1 x2 sẽ là nghiệm của công trình là x bình phương, nghiệm của công trình x bình phương trừ đi tổng hai nghiệm trừ trừ 8x và cộng với tích hai nghiệm là cộng 9 bằng 0. Đáp án đúng sẽ là đáp án B. Các bạn nhớ kiến thức là x bình phương trừ sx cộng p bằng 0 đấy. S ở đây là tổng hai nghiệm. S. Ừ. Ở trong sách giáo khoa có nói tổng hai nghiệm là S, còn tích hai nghiệm là P đấy, đó. Trừ đi 8 cộng 9 nha. Chúc mừng những bạn comment 8B. Chúng ta nhớ đếm số lượng câu mình trả lời đúng nha. Tiếp tục câu 9 nào. Cho 3 điểm ABC đẳng thức nào sau đây đúng? Anh tay comment câu 9 cho thầy cái nào. Anh comment câu 9 nào. 9D. Nhiều người đã comment 9D. À, đây là công thức hiệu hay là và tổng của hai vector. Cái này công thức cơ bản thôi, như câu A chẳng hạn đi. Vector AB trừ vector AC phải ra vector CB mới đúng. Ở đây ra bằng BC là vô lý. Thử thí nghiệm câu D các bạn nói nào, câu D sao? AC trừ AB là ra BC chính xác. Như vậy thì câu trả lời đúng là câu D. Câu đúng nha. À, kinh nghiệm khi đi thi là các bạn hãy gạch chân từ đúng hay từ sai trong đề cái đã nhá. Đề đang hỏi câu đúng hay hỏi câu sai. Đó là kinh nghiệm đấy. Gạch đọc cái đề xong gạch chân cái từ đúng hay từ sai để tìm để biết là chúng ta đang đi tìm câu đúng hay tìm câu sai nữa. Nhiều bạn đi thi đại học cứ câu nào cũng nghĩ là tìm câu đúng, hì hục làm câu đúng thì thôi, cuối cùng mất điểm. Oan. Câu số 10. Tiếp tục nhanh tay comment câu 10 đi các bạn. Câu 10 nào. Vector Y là có tọa độ là 1 0. Như vậy hai lần vector Y sẽ bằng 2 nhân với 1 là 2 này, 2 nhân 0 là 0 này, đó. Vector Y có tọa độ là 1 0 nhé, các bạn quên mất cái này đâu. Còn vector Z có tọa độ là 0 1. Đấy, chưa bạn nào comment câu 10 hãy đã. Còn hai lần vector Z thì bằng nhân 2 vô thôi là 0 2. Cái tổng hai vector, tổng hai vector này làm với nhau là gì? Hoành độ cộng hoành độ 2 cộng 0 là 2 này. 0 cộng 2 cũng là 2 này. Đó. Mà độ dài của vector có tọa độ là 22 thì bằng căn bậc 2 của hoành độ bình là 2 bình cộng tung độ bình là cũng là 2 bình luôn. Là căn 8 là bằng 2 căn 2. Đáp án chính xác là 10B. Chúc mừng các bạn comment 10B nhé. Còn những bạn mà chưa comment thì chúng ta không được tính câu đúng nha. Được 10 câu rồi. 1 phần 5 chặng đường rồi. 1 phần 5 chặng đường của tôi hôm nay rồi. Tiếp tục. Các bạn không biết được có bạn nào comment đúng hết chưa? Hồi nãy 10 câu thì đúng cả 10 câu. Câu số 11. Tam giác ABC có AM là đường trung tuyến, Y là trung điểm của AM. Tam giác ABC. AM là đường trung tuyến thì có nghĩa là M là trung điểm của BC. Y là trung điểm của AM, điểm Y nằm ở đây. Câu hỏi đề bài. Câu nào đúng? Đấy, các bạn comment đi. Ở đây xuất hiện vector IB với IC thì thầy nối IB với IC lại.
À, các bạn thấy này, M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Thế thì ta sẽ có công thức là hai lần vectơ IM thì bằng tổng của vectơ IB cộng IC. Đây là công thức. Nếu bạn nào không nhớ công thức này thì có thể comment vào mục chat để mình giải thích lại. Vectơ IB cộng vectơ IC, vectơ của hai cạnh bên á, thì bằng hai lần vectơ đường trung tuyến IM trong tam giác IBM nhá. Như vậy chỗ này này, ở trong công thức này này, là ta IB cộng IC trong câu A á, thay bằng hai lần IM, đúng không? IB cộng IC là ta viết là hai lần IM ở đây. Có nghĩa là ở câu A nhá, câu A nhá, hai lần IA là giữ nguyên này, cộng IB cộng IC là hai lần IM. Thế đặt hai ra ngoài thì IA cộng với IM, IA cộng IM thì bằng không, tại vì là hai vectơ đối, IA với IM thì hai vectơ đối, đoạn đúng nhỉ, hai vectơ đối tổng bằng không. Kết quả câu A đúng. Chúc mừng những bạn comment 11A. Do câu A đúng thì các bạn không cần phải kiểm tra những câu còn lại. Câu 12. Tiếp tục câu 12 đi các bạn. Hình bình hành ABCD có tâm là O. Đẳng thức nào dưới đây là sai? Hình bình hành ABCD. A, B, C, D. Tâm là O. Có nghĩa là nó là giao điểm. O là giao điểm của hai đường chéo. À, thầy vẽ. Thầy mà sang bên phần mềm kia mà vẽ hình thì vẽ rất là nét. Thì mất công. Thì có một phần mềm vẽ hình rất là đẹp. Đấy. Câu nào sau đây đúng? À, câu này sau đây sai, xin lỗi. Sai. Câu A, vectơ AB cộng vectơ AD bằng vectơ AC, chính xác. Vectơ của hai cạnh của hình bình hành thì bằng vectơ cạnh đường chéo đấy. À, có cùng chung góc A, còn câu B hoàn toàn chính xác. OA với OC là hai vectơ đối tổng bằng không. Tương tự như vậy thì hai vectơ OD, OB cũng là vectơ đối tổng bằng không. Câu C nào? Vector OA trừ vector OB thì bằng vector BA. OA trừ OB thì ra BA nhé. Câu C nhé, là BA này. Còn với phải, vector OD trừ vector OC thì ra bằng vector CD. BA bằng CD hả? BA bằng CD, đúng luôn, câu C đúng luôn. Như vậy may ra chỉ còn câu D thôi, câu D nào. Vector AC cộng vector DB bằng vector AB, cái này sai rồi. Tổng hai vectơ đường chéo bằng vectơ cạnh. Câu này rất đáng tiếc. Thì ba câu đúng, chỉ còn lại câu này sai đúng các bạn. Ta có thể quan sát vectơ AC từ DB tổng vectơ đường chéo bằng vectơ cạnh có công thức nào như thế. Câu D sai. Câu này được có mấy bạn thôi à? Comment thôi à. Tiếp tục câu 13. Câu 13. Xin mời bạn Quách Mai đọc đề bài dùm thầy câu 13 các. Quách Thanh Mai. Em thưa thầy, chọn phát biểu đúng nhất. A, hai vector được gọi là cùng phương nếu giá của chúng cách nhau. B, hai vector được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song với nhau. C, hai vector được gọi là cùng phương nếu giá của chúng trùng nhau. Và D, hai vector được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau. Chưa thấy ai comment câu 13. A à, đây rồi, có mấy bạn comment 13 chọn D, chính xác. Đây là hoàn toàn là kiến thức lý thuyết. À, chính xác. Bạn Thanh Mai đang cách ly lâu ngày mà giọng vẫn vang nhỉ, vẫn kêu nhỉ. À. Rồi, câu 14. Câu 14. À, có mấy bạn comment, có bạn comment C, có bạn D. Rồi. Cho parabol này có đồ thị nhưng bên dưới tọa độ điểm M thuộc đồ thị là. À, thì đây quan sát này, điểm M có tọa độ 1 2 đâu? X bằng 1 này, thấy chưa? Y bằng 2 đây.
cái điểm 1, 2 là điểm phải đang chấm trên màn hình màu đỏ này. Rõ ràng đâu có thuộc parabol đâu. Parabol là cái đường cong mà. Điểm M 3, 2 đâu? X bằng 3, y bằng 2 đây, chấm thứ hai này, chấm này. No, không thuộc. Điểm M 4, 3 đâu? X bằng 4, y bằng 3, đây rồi. Mày hả bưởi, chính nó. Chính nó, đây là điểm M có tọa độ là 4, 3. M của ta. Đấy. M. Như vậy câu đúng phải là C. Hôm nay có bạn comment D là thật đáng tiếc. Xin thay mặt những người comment C chia buồn cùng cái bạn comment D nhá. Như là Trang Thi chứ ai? Thi phải không? Trần Trang Thi đúng rồi, lú rồi. Rồi. Tiếp tục. Thì hình như cũng bị phong tỏa vậy đó mà đúng không? À sửa lại rồi hả? Câu 15. Tìm điều kiện xác định của công trình. À đây thì chương trình này có xuất hiện hai phân thức có chuẩn ở mẫu. Muốn phương trình xác định thì mẫu khác không, x trừ 2 khác không thì x khác 2. X bình trừ 4 khác không ta giải ra được x khác cộng trừ 2. Tóm lại, điều kiện xác định là 15 câu A. Xác cộng trừ 2. Chúc mừng những bạn comment A. Đấy. Câu 16. Tập nghiệm của phương trình này. Đây là câu hay. Nhanh tay comment câu 16 đi các bạn ơi. 16 nào. Câu 16 chưa thấy ai comment. Chưa thấy ai đủ tự tin comment à? Vũ đâu rồi nhỉ? Hồi nãy giờ chưa thấy Vũ comment nào ấy nhỉ? Phải nhỉ? Kiểm tra nào. Rõ ràng thầy thấy nick của Vũ đang ngồi đây mà. Mở bàn Vũ bật mic trả lời cái Vũ ơi. 16 đe thầy ơi. Bạn vừa trả lời là bạn Vũ đúng không? Vâng. Quang Vũ hay không phải không? Vâng em à. Ừ, sao ấy? Giọng nói trong hè thay đổi trưởng thành hơn nhỉ? Không phải nói như tôi nói cho trẻ nghe như lớp 10 nữa. Men hẳn nhỉ? Thì em vẫn vậy mà. À. Vũ chọn D hả? Vũ chọn 16D. Có bạn comment là gì đâu? Đa phần là 16D. 6D. Tập nghiệm là chứ comment 17 đâu nhá, 17 chứ rồi mất tin nhắn ấy. Có bạn Quách Mai 16B. Quách Mai 16B. Rồi. Thì thầy chúc mừng tất cả những bạn comment 16D. Tại vì sao? Các bạn hãy quan sát. Ở vế phải của công trình này này, thầy biến đổi nhá. Vế phải này, vế phải của ta là căn của x bình, của x bình là căn của 2x bình đấy. Bằng 1. Căn của 2x bình bằng 1. Thế thì đầu tiên ta tìm điều kiện xác định của phương trình này. Điều kiện xác định của phương trình mà thầy biến đổi cái phương trình đề bài tương đương nhá. Tương đương luôn đi. Viết lại cả vế trái luôn đi. Căn của 2x bình cộng 1 bằng với vế phải căn 2x bình cộng 1. Điều kiện xác định là với mọi x thuộc R, tại vì là biểu thức trong căn là 2x bình luôn luôn lớn hơn bằng 0. Cộng với 1 thì chắc chắn biểu thức trong căn lớn hơn 0. Biểu thức trong căn lớn hơn 0 với mọi x thì căn này luôn có nghĩa. Hai vế giống y chang nhau thì có nghĩa là tập nghiệm bằng R. Với mọi x thuộc R thì hai vế cũng bằng nhau thôi, có ảnh hưởng gì đâu. Bất kể các bạn thay giá trị x nào vào hai vế phương trình thì chắc chắn nó bằng nhau, hiển nhiên đúng không? Đó. Với điều kiện xác định nha, lưu ý nha. À, bây giờ thầy mở rộng câu 16 một tí. Nếu như câu này chẳng hạn. Nếu như câu này. Căn của x trừ 2 bằng căn của x trừ 2. Thế thì tập nghiệm không còn là R nữa. Nếu các bạn mà cái câu 16 mà là được cái phương trình căn x trừ 2 bằng căn x trừ 2 thì
bạn nào cũng chọn tập nghiệm bằng R là sai. Mặc dù hai vế bằng nhau, nhưng tập nghiệm của phương trình này là S sẽ bằng 2 đến dương vô cực. Được khoảng 2 đến dương vô cực. Tức là cái điều kiện xác định của phương trình mà màu đỏ thầy vừa viết ở đây là x lớn hơn bằng 2 đấy, biểu thức trong căn lớn hơn không? Có nghĩa là cái phương trình này có tập nghiệm nhận tất cả các giá trị x thuộc nửa khoảng 2 đến dương vô cực. Nhớ cẩn thận cho thầy nhá. Mai mốt là bị lừa đấy nhá. Đấy. Câu 17 nào. Ở đây là giải hệ phương trình cho các bạn ạ. Bạn nào thích thì có thể bấm máy tính giải hệ phương trình. X trừ y bằng âm 4. 2x cộng y bằng 5. Đấy, cái này thì nhầm thì cũng được nữa, không cần bấm. Cái này không cần bấm nữa. Đấy, thích thì lâu rồi thầy mới sắm đầu tư cái máy tính thì bấm cái cho nó thích. 1, 5, 1 ha. Hệ số A là mấy đây? 1 bằng, đây là âm 1 bằng, C là bằng âm 4, 2, A phẩy 2 bằng, phẩy 1 bằng, và cuối cùng là 5 bằng, bằng phát nữa, 1 phần 3 với 13 phần 3. Đáp án chính xác là câu B. Tất nhiên thì những cái hệ phương trình này thì ta nhầm, cộng hai vế phương trình một phát là 3x sẽ bằng 1, x bằng 1 phần 3. Thế vô phương trình trên đi, tìm được y ngay lập tức, đúng không? Bạn nào mà tính nhầm nhanh là tính nhầm, cố gắng rèn luyện làm sao mà đến thời điểm, đến lúc trước khi các bạn đi thi đại học là trình độ tính nhầm của các bạn là từ ngang thầy trở lên là được nhá. Tốt nhất là hơn thầy. Thấp hơn thầy là không chơi đâu nhá. Học sinh trí nhớ tốt lắm. Thầy mấy thầy giáo, cô giáo những khi lớn tuổi hay tính neuron nó không hoạt động nhanh nhạy bằng học sinh nữa. Thì học sinh tính nhầm nhanh lắm. Rồi, câu 18. Rồi. Đúng rồi, ngày xưa thầy cũng thích học hóa nhất đây Vũ ạ. Tương tự giống em. Rồi, ở cấp 3 là thích học hóa nhất. Câu 18 có hai người comment A rồi. 3 người, 4 người, 5 người, nhiều người comment A rồi. Tọa độ trọng tâm tam giác ABC. Cái này giống như đề hôm trước ha. XG gọi G là trọng tâm thì XG sẽ bằng XA cộng XB cộng XC chia 3, 2 cộng 4 cộng 5 chia 3. Mấy nhỉ? 6 cộng 5 là 11 à? 1 phần 3. Đó. Còn IG bằng 2 cộng 4 cộng 8 chia 3. Sáu cộng 8 là 14 chia 3, 14 phần 3. Đáp án đúng sẽ là câu nào nhỉ? Câu A hả? Chính xác. Tiếp tục câu 19. Câu 19 các bạn ơi, 19 D hả? Nhiều bạn comment D thì ta thử D trước đi nhá. Khỏi phải thử nhiều mất công ha. Nhưng mà đầu tiên phải về cái hình bình hành ra đã. Đấy. OK, hoa thế nào? Vector MC trừ vector MA thì ra cái gì? Ra A vector AC này. Vế phải BC trừ BA thì cũng ra AC này. À, thế thì chính nó rồi, còn gì nữa? Rồi, chọn D luôn nhá. Đúng rồi, chúc mừng những bạn comment D. Thầy lấy đa số luôn. Các bạn có thể thử những đáp án còn lại. Cách thử tương tự như thầy vừa rồi. Lưu ý, đôi khi chúng ta cần áp dụng tính chất của hình bình hành. Ở trong cái câu 19 này thì không cần áp dụng tính chất hình bình hành. Cũng biết được câu D đúng nữa nha. Rồi. À.
Mời bạn, các bạn comment 20. Trong câu 20 nhớ đếm lại tổng số câu đúng của mình nhé. Tập nghiệm của phương trình x mũ 4 trừ 8 x bình cộng 17 bằng 0. Các bạn hãy quan sát. Thì đây là phương trình bậc 4, cũng là phương trình trùng phương. Đấy. Một số máy tính thì có thể giải được. Máy tính như thầy hồi nãy vẫn giải được phương trình bậc 4 này, nhưng mà phải có mẹo mới giải. À, thầy có cái video trên kênh YouTube Thầy Long Giải Toán, thầy có hướng dẫn đấy. Còn mà máy mà cao cấp hơn là 580 thì nó bấm luôn giải luôn. À, máy 580 là giải được luôn á. Còn máy này thì bấm giải thì hơi lâu. Ta có thể nhập luôn cả công trình này để bấm chip khan á, tức là zone á. Chip khan để ra zone. Hoặc là giải tay thì các bạn thôi ha. Cái này thì thầy khuyến nghị các bạn nên học vào máy tính đi, chứ đừng có mà ngồi giải tay mấy cái này rồi mất thời gian. Thực ra thì giải tay đối với thầy thì nhanh hơn mà. Nhầm cơ không? Nhập phương trình này nhá. Ai mà có máy tính bậc 4 thì chả nói làm gì nữa nhá, không cần phải hướng dẫn nhá. Tính giải được bậc 4 á. X mũ 4 này trừ đi 8. Mỗi bạn cần mua một cái máy tính mà giải được phương trình bậc 4 cho thầy nhé. À. 8x bình mà, đúng rồi. 8x bình ở đâu nhỉ? Bình không thấy à? À, thầy bấm x bình mà ra bình người ta. Cái máy này không cần các bạn. Cái màn hình máy tính nó bé quá, nhìn không thấy. Cộng 17. Rồi. Bằng 0 ở bên phải không cần bấm. Bấm shift zone. Rồi. Zone for x, tức là mình thích nhập x bằng mấy cũng được. Giả sử nhập x bằng 0 đi. 0 bằng. Thì nó sẽ giải cái phương trình 4 đề bài cho ra một nghiệm gần với giá trị x bằng 0 ta vừa nhập. Ở đây. Bằng đang chờ máy tính giải các bạn. Cái gì thế kia? X bằng, thì có nhập sai đề không? X bằng cái nghiệm xấu nhỉ? X bằng 2 coi sao? Bằng. Ra nghiệm xấu quá các bạn. Xấu thế này nhỉ? Sơn. Máy tính này chắc bị lậu rồi. Để kiểm tra lại sau nhá. Được, đặt T. Bình là bằng T bằng x bình phương. Với điều kiện của T là lớn hơn bằng 0 thì ta cái phương trình đã cho phương trình 1 đi. Nó sẽ tương đương với phương trình là x mũ 4 là x bình tất cả bình thì được T bình trừ 8 T cộng 17 bằng 0. Bấm máy tính giải phương trình bậc 2 này thôi. Phương trình bậc 2 này thôi. Một bằng âm 8 bằng 17 bằng. Rồi. À, các bạn ơi, không có giá trị của T. Thế là tập nghiệm phương trình này là tập hợp rỗng. Không có T. Như vậy là không có x. Đó. Bấm ra mà thấy cộng với y sau đuôi có nghĩa là tập nghiệm. Vô nghiệm. Vô nghiệm các bạn ha. Không có x thì không có t.
Đó. Như vậy là T thuộc tập rỗng. Suy ra X thuộc rỗng. Chọn C. Câu 21. Rồi các bạn comment 21 đi nha. X vô hướng của hai vector AB bằng bao nhiêu? Thì bằng XA nhân XB 2 nhân 1 là 2 này. Cộng với IA nhân IB là âm 3 nhân 4 này. Là được cộng với âm 12 đấy. Bằng âm 10. Chọn phương án A, 1A. X vô hướng thì là hoành nhân hoành cộng tung nhân tung. Đáp án là 10. Tiếp tục. Câu 22. 22 có bạn comment C rồi. Các bạn comment C. Rồi. 22 nhiều bạn comment C nhỉ. Lưu ý là khi mà comment là chúng ta cần tự mình nghĩ ra comment nhá, chứ không phải lấy đáp án của người khác comment thì mình đang tức mất quyền cơ hội suy nghĩ của mình đấy. Bạn Thành đâu rồi? Thành chưa thấy comment nào nhỉ? Bạn Thành cơ nào? Thành Lê đâu rồi nhỉ? Không thấy Thành đâu. Để mai thầy gọi mày bạn Thành có sao học hành sao. Mới hồi nãy mới thấy vô đây mà giờ trốn mất đâu rồi. Rồi, Thành Lê, đúng rồi. Mới có mình Thành Lê đó. Có mình đáp án đi em ơi. Thành Lê có mình đáp án với. Rồi. Cho hai vector UV như vậy. Câu hỏi đề bài là khẳng định nào sau đây là đúng. Các bạn hãy quan sát. Câu A hai vector UV cùng phương. Câu này hoàn toàn sai. Vector U và V cùng phương. Khi có một hằng số K khác không để cho vector U bằng K là vector V. Thì ở đây thì không có. Hoặc là lập tỉ số thôi, hoành độ chia hoành độ. 3 chia 1 bằng tung độ chia tung độ. Bằng âm 2 chia 6 là không có bằng đúng không? Đó. Không có bằng cho nên là không cùng phương. Còn hai là vector U cộng vector V cùng phương. Hai là vector U là gì? Phải biết hai là vector U ra đây coi nào. Hai là vector U thì bằng 2 nhân 2 vô trong ngoặc coi 2 nhân 3 là 6 này, 2 nhân 5 2 là âm 4 này. Lấy rồi muốn kiểm tra hai lần vector U cộng với vector V đó mà. Ồ, còn cộng với vector V. Như vậy thì bây giờ 2 U cộng V. Vector V là bao nhiêu nhỉ? Để nháp lên trên này nhá, vector V của ta là 16. Cộng lại cộng hai thằng này lại. 2 U cộng V thì ra cái gì? 2 U cộng V thì ra kết quả là gì? Là lấy 6 1.76 nhá. 1 6 cộng 1 là 7. 2 lần U cộng V là 6 1 là 7. 6 cộng 4 là 2. 72 với vector V hả? Lại muốn kiểm tra vector 72 này có tọa độ 72 và vector V này có cùng phương hay không? Ta lấy 7 chia 1 có bằng 2 chia 6 không? 7 chia 1 không bằng 2 chia 6. Câu B sai luôn. Câu C, vector U trừ vector V. Và vector B đó là ngược hướng. U trừ V hả? U trừ V là lấy 3 trừ 1. U trừ V thì bằng cái gì nào? 3 trừ đi 1 là 2 này. Hoành độ trừ hoành độ là tung độ trừ tung độ. Âm 2 trừ đi 6 là âm 8 này. Rồi. Vector này và vector B là ngược hướng. Nhá. 3 trừ 1 là 2, âm 2 trừ 6 là âm 8. Vector này và vector B là ngược hướng. Cái này là chính xác các bạn ha, câu D C là chính xác ha. Tại vì đây là vector U trừ vector V bằng như vậy. Bây giờ thầy nhân hai vector được gọi là ngược hướng. Khi tồn tại một hằng số K sao cho vector này bằng hằng số K bé n không đấy. Sao vector này bằng K là vector kia.
K ở đây là thầy chọn được là K bằng phương nghìn mực hướng, K bằng mấy đây? K bằng âm 3 đấy. Cụ thể là thầy nhân âm 3 lần thầy nhá. Âm 3 của vector U trừ vector V. Thầy nhân âm 3 vô trong ngoặc là âm 3 nhân với 2 này là được âm 6 này. Âm 3 nhân với âm 8 là nhiêu nhỉ? Âm 3 nhân âm 8 là dương 24. Bằng chính vector B. Đó. Như vậy thì vector B của ta là bằng âm 3 lần vector U trừ V. Vậy tuyệt vời rồi. Âm 3 là số âm. Âm 3 là hằng số âm cho nên là nó hai vector đang ngược hướng. Còn nếu như K không phải là bằng âm 3 mà bằng dương 3 đi thì khi đó hai vector này là cùng hướng nhá, lưu ý nhá. Hai vector này là chắc chắn là cùng phương rồi, nhưng mà nó còn chia làm hai trường hợp. Cùng phương á thì cũng có thể cùng hướng hoặc ngược hướng. Cùng phương là có giá song song hoặc trùng nhau thôi. Nhưng mà muốn cùng hướng là cùng hướng thì là nó phải đi cùng một hướng thôi, từ trái qua phải hoặc từ phải qua trái thôi. Nói chung là có thể theo hướng khác nhá, dưới lên trên xuống vân vân, theo hướng khác cùng một hướng. Câu 23, tập xác định của hàm này. Hàm số này thì có một cái căn thức, muốn căn này xác định thì biểu thức trong căn lớn hoặc không. X cộng 1 lớn bằng 0 thì x lớn bằng âm 1. Một phân thức 1 phần x này muốn xác định thì x biến mẫu khác 0. Thế thì thằng này tương đương với gì? Thằng này tương đương với là tập xác định của nó là tập các giá trị D của nó suy ra nhé. Suy ra D của nó là bằng âm nửa khoảng từ âm 1 đến dương vô cực. Nhưng mà trong cái nửa khoảng này chứa số 0 cho nên là phải hiểu đi phần tử 0. Loại đi phần tử 0. Đáp án chính xác là 23A. Chúc mừng các bạn comment 23A. Em thấy nhiều bạn comment đúng đấy. Tỏ các bạn đang rất là tích cực suy nghĩ. Tiếp tục 24 nào. Comment 24. Nhiều người comment 24D. Người comment 24D rồi ha. Đáp án khác không? Từ nghĩ lấy nha. Đặt bút nháp đấy nha. Ai cũng vậy nha. Hàm số này có dạng y bằng ax cộng b. Các bạn nhớ lại phần lý thuyết. Y bằng ax cộng b. Hàm số đồng biến khi hệ số a lớn 0. Hàm số nghịch biến khi hệ số a khác khi hệ số a bé hơn 0. Đồng biến là a lớn 0, nghịch biến là bé hơn 0. Thế này rồi. Thế thì a bé đang hoặc nghịch biến, tức là a của ta là 3 trừ m bé hơn 0 tương đương với m lớn hơn 3. Ta chuyển với âm m qua với phải là được dương m. Vậy là 3 bé hơn m suy ra m lớn hơn 3. Đáp án chính xác phải là câu D. Chúc mừng những bạn comment 24D. Rồi, nhiều bạn đã nhanh tay comment luôn câu 25 rồi. 25 hiển nhiên là C rồi. Câu nào sau đây không phải là mệnh đề? Không là mệnh đề. Mệnh đề là một câu khẳng định hoặc đúng hoặc sai. Câu B là mệnh đề sai, 3 bé 1. Câu D cũng là mệnh đề sai. 5 phải bằng 51. Còn câu A, tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau. Chính xác, mệnh đề đúng. Còn cái câu C không phải là mệnh đề, câu khẳng định. 26. Phủ định của mệnh đề này, người ta đã nói rất nhiều lần, phủ định của với mọi là tồn tại. Lớn hơn là đổi thành bé hoặc bằng. Như vậy là tồn tại x thuộc R sao cho x bình cộng 3 x cộng 5 bé hơn hoặc bằng 0. Câu B. Được rồi, 26B. Tiếp tục, 27. Nhanh tay comment câu 27 nào.
Một đề có 50 câu, nếu như chúng ta nhanh sửa hết sớm thì chúng ta nghỉ sớm thôi. Ôn tập hai đề học kỳ 1, hai đề học kỳ 2. Mỗi buổi. Thực ra hè nào thầy cũng loát lại như thế. Bởi vì muốn học được cái kiến thức chương trình lớp 11 thì bắt buộc phải nắm được những kiến thức nền tảng cơ bản trọng tâm đấy của lớp 10. Lúc đó sau khi ôn tập xong thì các bạn tự nhiên học lớp 11 rất là nhẹ nhàng. Các bạn thấy những kiến thức nền tảng có sẵn trong người, nội công có sẵn, có sẵn thì làm việc gì cũng dễ. Học lớp 11 mới dễ hiểu được. Có người là 27C, có người B, có người D, có nhiều trường phái nhỉ. Nhiều trường phái xảy ra C, B, D. Trường phái A là chưa xảy ra thôi. Ừ. Vũ có màn A luôn kìa. 27A thật là xuất thần. Có 4 trường phái xảy ra. Nếu bạn nào comment đa số là 27C vậy thì hãy comment luôn nghiệm của cái phương trình câu 27 là số mấy nào. Comment là x bằng mấy luôn đi. Comment x bằng bao nhiêu đi. Đáp án 27C là chính xác đấy. À, x bằng 2 hoàn thành chính xác. 27C. Tại sao? Các bạn hãy quan sát. Đầu tiên là điều kiện xác định của phương trình này. Tất cả các căn thức này thì có biểu thức trong căn phải lớn hơn bằng 0. 2x này lớn bằng 0 thì điều kiện này. X lớn bằng 0 thì x lớn bằng x bằng 0 này. Cái căn thứ hai x trừ 2 lớn bằng 0 thì x của ta lớn bằng 2 này. Và cuối cùng cái căn thứ ba của ta là 2 trừ x lớn bằng 0. Cái căn thứ hai là x trừ 2 lớn bằng 0 chứ. X lớn bằng 2. Còn căn thứ ba là 2 trừ x lớn hơn bằng 0 thì x của ta là bé hơn bằng 2. Thú vị chưa? Điều kiện xác định của phương trình nhé. X vừa lớn hơn bằng 2 và bé bằng 2 thì bắt buộc chỉ có một cái điều kiện là x bằng 2 thôi. Có thể vừa lớn hơn bằng vừa bé. Vừa lớn hơn vừa bé hơn được. Chỉ có thể bằng 2 thôi. Đó là điều kiện. Điều kiện xác định. Điều kiện xác định x bằng 2 cũng thỏa mãn lớn bằng 0 nhé. Điều kiện xác định. Thế thì bây giờ chưa chắc giá trị x bằng 2 đã là nghiệm đâu. Vẫn là chưa chắc. Mới tìm được cái điều kiện. Nếu phương trình này có nghiệm thì chỉ có thể là x bằng 2 hoặc không có nghiệm nào. Đấy, không có nghiệm nào. Thì câu trả lời là ta thay vào thôi. X bằng 2 vào. Nào. Thay vô, có thỏa mãn không? Thay x bằng 2 vào cái căn x trừ 2 với căn 2 trừ x bằng 0 hết rồi này. Hai căn này bằng 0 này. Còn cái căn đầu tiên là căn của 2 x 2 là căn 4. Căn 4 bằng bế phải bằng 2, chính xác. Tuyệt vời. Được một nghiệm duy nhất đó. Câu 28 cho hai tập hợp A và B, các bạn hãy comment câu 28. Tập hợp A hiệu tập hợp D ở B là tập hợp các phần tử mà thuộc A nhưng không thuộc B. Thì đó có 3 phần tử, đó là 0. 0 này, 2 này và 8. Đây là 3 phần tử này là thuộc A nhưng mà không thuộc B. Chính xác. 0 2 8. Còn 4 về 6 thì thuộc A nhưng mà vẫn thuộc B cho nên được chọn. Câu 28D. Câu 29. Hình vẽ sau đây phần 0 bị gạch là biểu diễn của tập hợp nào? À, âm vô cực cho đến khoảng từ âm vô cực cho đến âm 2. Hợp với nhé, phải giao với nhé. Hợp với nửa khoảng từ 5 cho đến dương vô cực. Đáp án chính xác phải là cho đến 52. Hợp với 5 đến dương vô cực. Hợp với nửa khoảng nhé. Đúng một vuông là ta sẽ lấy cả số 5. Đúng một tròn ở chỗ 52 là không lấy 52. Đúng nhỉ? Có ai comment thành câu B không? Câu B hay câu D gì đó? Ai bị nhầm lẫn? 29 nào? Và là đáp án 29 nào.
đa phần comment C chắc. Rồi 30 nào. X là nghiệm phương trình này khi đó x bằng bao nhiêu? Phương trình này có dạng căn của A bằng B. Thì hôm trước thầy có nói rồi, phương trình căn A bằng B thì nó tương đương với B lớn bằng 0 và A bằng B bình phương. Đúng nhỉ? Thế cái phương trình này của ta là tương đương với gì? X trừ 1 lớn bằng 0 thì x lớn bằng 1. A bằng B bình phương tức là 2x cộng 6 bằng x trừ 1 tất cả bình phương này. Tương đương với x lớn bằng 1 chứ. Chuyển về M1 coi với phải. Còn cái phương trình ở dưới thì ta biến đổi ra dài thôi. Vế phải là x bình trừ, chỗ này thầy viết luôn đây, luôn đây nha, x bình trừ 2x cộng 1 đi. Rồi chuyển vế qua, chuyển vế trái qua vế phải đi. Chuyển 2x qua vế phải là có trừ 2x nên là trừ 4x này. Chuyển 6 qua 1 trừ 6 là âm 5 này, còn 0 này. Phương trình tiếp tục x lớn bằng 1. Phương trình phía dưới là a trừ b cộng c bằng 0 nhỉ? 1 trừ cho âm 4 cộng 5 bằng 0 tức là 1 nghiệm bằng 1. Nghiệm còn lại là trừ c phần a phải à, trừ c phần a là 5 hả? Trừ âm 5 phần 1 là 5. Có nhầm lẫn gì không ta? Các bạn kiểm tra lại cái nhé. Ta có biết nhầm chỗ nào không? A trừ B cộng C bằng 0, một nghiệm bằng âm, à, một nghiệm bằng âm 1. Thầy biết lộn rồi. Một nghiệm bằng âm 1 và một nghiệm bằng bằng trừ C, trừ đi C phần A là trừ âm 5 đấy, dương 5 đấy, phần A bằng 1 phần 5 được 5. Nghiệm bằng âm 1 thì ta loại bởi vì không thỏa mãn điều kiện lớn bằng 1 ở trên, như kết luận ở đây là được x bằng 5 thôi. Và câu hỏi đề bài là hỏi x bình chứ không phải x. Nhiều bạn giải ra x bằng 5 mà chọn luôn 30B là rất đáng tiếc. 5 bình phương là 25, chọn C nhá. Đấy. Chúng ta nhiều khi phải đọc thật kỹ đề. Mừng quá giải được 30, được x bằng 5 rồi thì thôi khoanh cái đã. Chả biết quan tâm gì đến là cái x bình nữa ha. Cuối cùng là hiểu vì sao lại rớt đấy. Đó. Câu 31. Cho hàm số này cho bậc bậc 2. Ra 4 đấy, có đồ thị như hình bên dưới, khẳng định là sau đây đúng. Các bạn nhanh tay comment 31 nhá. 31B hả? Loạt 31B luôn. À, bây giờ thay x bằng 0 vào cái carbon của ta này. Cắt cái trục OI tại đâu? Ở đây, màu đỏ này. Điểm này là điểm có giá trị x bằng 0 và y bằng c. Bởi vì thay x bằng 0 vào cái carbon của ta này, x bằng 0 vào thì y bằng c đó. Như vậy c của ta là bén 0. C nằm dưới trục hoành. C bén 0. T và N0 thì là chỉ còn câu này với câu cuối thôi, B với D thôi, loại được A với C rồi. Bây giờ cái phần đồ thì có hình chữ V thế này. Thế thì hệ số A của ta lớn không? A lớn không thì chọn B.
về luôn, không cần xác định B. Muốn xác định B thì dễ. Đây là điểm Y, tâm đối xứng của parabol. Điểm Y nằm đây. Điểm Y của ta là có hoành độ là trừ B phần 2A. Điểm Y của ta nhé, trừ B phần 2A. Còn tung độ là trừ delta phần 4A đấy. Thì đối chiếu vào trục X ta thấy là trừ B phần 2A nằm phía bên phải trục Y. Ở bên phải. Thì nó lớn không? Trừ B phần 2A lớn không? Bên phải lớn không? Mà A của ta là dương rồi. Tức là 2A, 2 nhân A dưới mẫu là dương. Thì trên tử trừ B phải lớn. Muốn cái phân thức này mà em cho trừ lên tử được đi. Muốn cái phân thức này mà lớn không thì trừ B phải bé không thôi. Cái gì? Trừ B phải lớn không thôi. 2A là dưới mẫu là dương rồi. Suy ra trừ B lớn không. Trừ nhận trừ B lớn không thì suy ra B bé không. Nhân 2B với 1. Đó là lời giải thích vì sao lại B chọn chỗ này B bé không ở đây. Tất nhiên thì chúng ta trong quá trình làm bài thì không cần xác định B nữa đâu. Đủ hai yếu tố loại để thiết các phương án rồi. Đó luôn. Câu 32. Kết quả của hợp của hai tập hợp. -4 cho đến 1. Hợp với -2 cho đến được khoảng -23 đúng không? Thế thì được đoạn từ -4 đến 3. Đúng không? Dấu này là dấu hợp. Hiệu hợp. 32 chọn A chính xác. Rồi, có những bạn chúc mừng những bạn 32A nhé. Thậm chí có nhiều bạn là có mình hơn 33 rồi. 33C hả? Và tuyệt vời, các bạn đang suy nghĩ là tuyệt vời rồi. Rất là mừng. Các bạn đang tự giác, đang tự suy nghĩ bên kia. Đang học nghiêm túc. Anh ngồi trước cái góc yên tĩnh. Có điện thoại, cái gì? Máy tính để bấm nhá. Bút nháp đàng hoàng. Câu 33. Cái phương trình này có hai nghiệm phân biệt khi nào? Muốn phương trình có hai nghiệm phân biệt thì delta hoặc delta phẩy của ta lớn không thôi. Delta phẩy của ta là bằng gì đây? Hệ số B là hệ số của X ấy, là -4 thì hệ B phẩy là -2. -2 bình phương trừ đi A nhân C, tức là trừ cho A là -2 này. Nhân C là 3 trừ M của ta này. Là delta phẩy của ta là lớn không, tương đương với -4 bình -2 bình là 4, trừ đi trừ 2 là dương 2 nhá, dương 2 nhân 3 là 23 là 6 nhỉ, dương 2 mà nhân với -m trong vòng là trừ 2m lớn không, như vậy là 2m của ta là 7/10, chuyển vế trừ 2m qua bên phải là dương 2m đúng không, còn 4 cộng 6 là 10. 10 lớn hơn 2m có nghĩa là suy ra 2m bé hơn 10. 2m bé hơn 10. Các bạn có hiểu cách chuyển vế của thầy không? Thầy chuyển vế -2m qua với dương 2m. Vậy thì 10 bé hơn 2m suy ra 2m bé hơn 10. 10 lớn hơn 2m suy ra 2m bé hơn 10 đó. Ở bé hơn 5. Đáp án đúng sẽ là câu C. Xin chào. Ba tư nào, ba tư rồi có người comment ba tư A, rồi ba tư A, parabol này có phương trình trục đối xứng là x bằng trừ b phần a, hai a, và trừ đi 2 phần 2 nhân 1, ba đúng phải là dương 1, chọn phương án A.
mừng những bạn có màn A. Câu 35, khẳng định nào sau đây về hàm số là sai? Sai nhé. Hàm số cắt trục OI tại điểm 0,5, tức là x bằng 0 thế y bằng 5, chính xác. Cắt trục OX tại điểm âm 5 và 3, 0, chính xác. Thay x, thay y bằng 0 vào, chính được x bằng âm 5 và 3. Đồng biến trên R chính xác luôn, bởi vì hệ số A của ta là bằng 3 dương này. A bằng 3 là dương này. Nghịch biến trên R là sai rồi. Không thể vừa đồng biến vừa nghịch biến được. Chỉ có một là hàm số bậc nhất y bằng a cộng b thì a khác không á, chỉ có thể đồng biến hoặc nghịch biến thôi các bạn ha, không thể vừa đồng biến vừa nghịch biến. Hàm số bậc hai thì nó có thể đồng biến hay nghịch biến theo từng khoảng của nó, còn là bậc nhất thì chỉ có thể đồng biến hoặc nghịch biến chứ không thể cả hai. Câu 36 nào. 36 có B, đa phần chọn B. Rồi câu này giống câu nãy à, tạo độ trọng tâm à, x g xa cộng b của c chia 3, 3 cộng 1 là 3, y g là 5 cộng 2 là 7 cộng 5 là 3. Ừ, câu nãy nhỉ, nhiều khi thầy biên soạn đề thì lấy là vô tình thể lấy lặp lại. Rồi câu 37 nào. Cho hệ phương trình nào, cặp số nào sau đây là nghiệm? Có người comment 37 câu D, Trần Trang Thi, Kỳ Trang 37B, Châu B, Anh Thư B, Châu Thanh Thủy B. Đạt B. Và những người còn lại không biết làm à? Thanh Mai B, vân. Chẳng thi đổi lại B hả? Rồi. Linh B. Thế thì cái câu 37 theo các bạn chúng ta có nên giải hệ phương trình để tìm xi không? Đấy không phải là một câu tự luận. Còn ai giải chi mà ngồi ra sức giải cái hệ phương trình này. Đó là một lựa chọn sai lầm. Ta chỉ việc đơn giản thay tọa độ x, y ở các điểm có A, B, C, D vào thôi. Cặp số nào thỏa mãn thì ta chọn thôi, nó là nghiệm thôi. Chứ ngồi giải, thầy gợi ý giải có thể rút x từ phương trình thứ hai này, rút x ra là thế phương trình thứ nhất, là ngồi giải hì hục giải rất lâu mới ra đấy, nhưng mà thay vào rất nhanh. Thay x câu 3, thay x bằng âm 1, y bằng 0, ngay từ phương trình một loại luôn. X bằng âm 1 là 1 bình, cái này 0, bình cũng 0 bằng 3, vô lý. Còn câu B, thay x bằng 1, y bằng âm 1 thì sao? 1 bình được 1, âm 1 bình cũng được 1 luôn, 1 cộng 2 là 3, chính xác, đúng không? 2 nhân 1 là 2, đúng không? 2 là 3. Thay vào dưới, x bằng 1 này, y bằng âm 1 bình là 1, 1 bằng 1 là 2, đúng không? X nhân y là 1, nhân 1 là âm 1, 2 cộng âm 1 là bằng 1, chính xác. Đáp án B. Thay x và y vô thôi, x và âm bằng 1, y bằng âm 1, thay vô. Tương tự như vậy, câu C, câu D khỏi phải thay đi. Câu đúng. Rồi câu 38 nào. Câu mặt 38 cho thầy. Có người là 38A rồi. Người 38A rồi. Châu Thanh Thùy sao có mặt 36 nữa. 36 chứ bây giờ. 38 nhá. Ừ. Rồi. Có người comment 38 rồi. Thì ta phải áp dụng công thức này. Cho độ dài của hai vectơ AB là 2 và 3 này, và góc giữa hai vectơ AB là 60 độ. Áp dụng công thức thôi. Cốt của góc giữa hai vectơ A và B các bạn có nhớ không? Cái này là kiến thức trọng tâm
những cái kiến thức mà không trọng tâm là thầy không có cho các bạn ôn tập đâu. Cũng có những bài kiến thức làm nhảm nữa nhưng không ôn tập. Đó. Các bạn phải nhớ này. Các bạn có thể lấy đề thi đại học ở những năm gần đây ra coi, thì sẽ gặp một số câu thầy đang sửa đây đấy. Thi kiến thức lớp 10, thậm chí lớp 9, lớp 8 cũng có nữa. Đó. Bằng vector A nhân vector B chia độ dài vector A nhân độ dài vector B. Câu hỏi là bây giờ tích vô hướng của vector AB thì bằng tích vector A nhân vector B sẽ bằng gì? Cốt của góc giữa hai vector AB thôi, nhân với độ dài vector A nhân độ dài vector B này. Cốt của góc giữa hai vector là bằng 60 độ, cốt 60 độ nhân độ dài vector A này, tức là nhân 2 này, nhân độ dài vector B là nhân 3 này, thì bài cho là 2 với 3 đó. Cốt 60 độ là 1/2 phải không nhỉ? Cốt 60 độ 1/2 nhân 2 nhân 3 đáp án bằng 3 phải không nhỉ? Đúng các bạn. Bạn nào quên mất cốt 60 độ không? Đó, có bạn nào quên thì bấm máy tính thôi, bấm cốt 60 bằng thôi, thấy chưa? Đó, đơn giản vậy thôi. Còn học thuộc đi. Thuộc đi chứ mấy cái cơ bản. Sin 30 bằng cốt 60. Thuộc lầu lầu như thế đó. Những cái giá trị dẫn dắt của các góc đặc biệt thông thường được sử dụng vào đề thi. Nhưng chúng ta thuộc thì có lợi quá thì thuộc lâu nhá, thuộc chắc chắn nhá, có lợi. Còn những thí sinh ngồi vào máy tính là bị mất thêm mấy giây nữa, không? Cuộc thi đại học là thi những người muốn đạt điểm cao là còn cuộc thi về thời gian nữa. Chính xác mà còn thời gian nữa. Đủ thời gian để xử lý những câu điểm cao, những câu bắt đầu điểm 8, điểm 9, điểm 10, đúng không? Câu 39 có bạn comment rồi. Trong hệ trục tọa độ y cho 4 điểm như vậy, cho mình đều đúng. Comment cái gì nào? 39A hả? Rồi. Muốn biết được AB, CD có phải hành không ta? Tính vector AB và CD đi. Vector AB của ta là B chạy K2 trừ 1 được 1 này. IB chạy A là âm 1 trừ đi 1 là âm 2 này. Vector CD của ta là muốn là hình bình hành thì sao nhỉ? Hình này thì không tính vector CD mà là tính vector DC. Đó, AB so sánh với DC nhé. Vector DC của ta là bao nhiêu nào? XC trừ XD là 4 trừ 3 được 1. 3 trừ 5 là âm 2 này. IC trừ IĐ 3 trừ 5 bằng 2. Cả hai vector này bằng nhau thì mình hành chính xác. Ta khỏi cần kiểm tra những đáp án ở dưới. Nếu chưa tìm được câu đúng thì phải tiếp tục thí nghiệm những câu dưới khi nào đúng thôi. Đây là do may mắn thôi. Phải sắp xếp câu đúng ở ngay đầu tiên. 40. Điều kiện xác định của công trình này. Như ta đã biết, muốn phương trình xác định thì tất cả các cái biểu thức trong phương trình phải xác định. Biểu thức căn của hai cộng một xác định khi biểu thức trong căn hai cộng một lớn hơn hoặc bằng không. Hai x cộng một lớn hơn bằng không. Lấy mẫu x bình cộng ba x khác không. Ở đây thì cho ta hai x cộng một lớn hơn bằng không, x lớn bằng âm 1/2. X bình cộng ba x khác không thì x ra ngoài trong hoặc là x cộng 3 đấy. Không. X lớn bằng âm 1/2. K
cái này là giống một nhọn nhỏ nhỏ phía trong á, nhưng mà thôi nhọn với nhọn thì một nhọn x khác không x khác âm ba, đó x khác không vậy khác âm ba, x cộng ba khác không x khác âm ba đúng không? Thế thì bây giờ nếu như bạn nào tỉ mỉ thì có thể trục số âm ba ở đây, âm một phần hai ở đây, số không điều kiện xác định là x lớn bằng âm một phần hai. Đấy. Nhưng mà phải loại đi phần tử không, không nào không lấy, tức là lớn hơn bằng âm 1 phần 2 và khác không, chọn phương án C. Tại sao không cần ghi x khác âm 3 nữa? Tại vì lớn hơn bằng âm 1 phần 2 thì hiển nhiên nó khác âm 3 rồi, chúng ta không cần ghi x khác âm 3 nữa. Đáp án C là chính xác. Đó là câu 40. Chúng ta chỉ còn 10 câu thôi các bạn. Có khả năng hôm nay ta được nghỉ sớm rồi các bạn. 40C. Chúc mừng những bạn comment 40C. Ô chà. Rất nhiều bạn comment C. Thật tốt. Tuyệt vời. Không có comment khác luôn. Toàn C. Chúng ta đến với câu 41. Tìm các hệ số AB biết phương trình này. Cái phương trình AX cộng B bằng 7 có hai nghiệm 2M1 và 5M1. Thì câu này rất là đơn giản. Ta sẽ thay các nghiệm vô. Xuất hiện hệ phương trình thôi. Đầu tiên là ta thay X bằng 2 và Y bằng 1. Đây là X và Y nha. Đó. Vào cái phương trình này. Bằng 2 vô được cái gì nhỉ? A nhân 2 là 2A này. Cộng B nhân với A1 là trừ B này. Bằng 7. Phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai nào. Thay 5, 1 cho thôi. X bằng 5, Y bằng 1. X bằng 5 vô là A nhân 5 bằng 5A này. Với B nhân 1 là cộng B đấy. Cũng bằng 7 luôn. Thay cộng 2 vế của phương trình này. Vế trái cộng vế trái. Cộng vế phải cộng vế phải. Pháp cộng đại số để tìm được là 2A cộng 5A là 7A trừ B cộng B hết, vế phải 7 cộng 7 là 14. Còn 2A trừ B bằng 7 giữ lại 1 trong 2 phương trình, tìm được A bằng 1, A bằng 2 chứ 14 chia 2 được 14 chia 7 được 2, thế vào dưới tìm B luôn đi. 2 nhân với 2 là 4 này. 4 trừ B bằng 7. A bằng 2, B bằng 3. 4 trừ 7 là 3. A bằng 2, B bằng 3. Đáp án chính xác là đáp án B. Ra nào. 41B. 1B chính xác rồi. 42 nào. Đã 42 các bạn. 42 đa số chọn D hả? Nha. Cho hình chữ nhật. A B C D. Có AB bằng 6, BC bằng 8. Vậy thì câu hỏi là độ dài của đường chéo AC. Pythagore thôi. AC bình bằng độ dài của vectơ AC. Lưu ý các bạn là độ dài của vectơ AC chính là độ dài của đoạn thẳng AC đấy. AC bình bằng gì nhỉ? AB bình cộng với BC bình. Thôi bỏ bình đi. AC bằng căn bậc 2 này. Bằng căn của 6 bình cộng 8 bình. Bằng căn 100 là bằng 10. AC bằng 10 thì suy ra độ dài của vectơ AC 10 thôi. Đáp án chính xác là câu D.
Tiếp tục câu 43 này. 43. Chúc mừng những bạn 42D nhá. Và câu 43 đâu rồi này? 3D. Có những bạn không comment không biết đây xíu là làm sao mà đếm số câu đúng của mình đây. Những bạn lại không comment luôn. 43. Cho 4 điểm ABCD. Rồi, tổng vector V này ta có thể nhóm đi. Nhóm vector V bằng gì? AB cộng BD trước đi. Vector V của ta là để nhóm AB cộng với BD một nhóm này. AB cộng với BD thì ra cái gì nhỉ? Là AD, AD thì viết luôn DA đằng sau đuôi này. Và cộng với DC. AB cộng BD thì ra AD này. AD cộng DA cộng BC. Các bạn AD cộng DA thì bằng 0 này. Hai vector đối này. Vector 0 cộng với vector DC. DC thì bằng trừ CD thôi. DC bằng trừ CD là hai vector đối, đáp án chính xác là đáp án D. Quan sát bốn đáp án ta không thấy vector DC ở đâu cả. Nhưng mà ta nhìn ra là chơi lừa mình, trừ CD. Thế thì chọn CD, trừ CD. 44 các bạn comment đáp án 44 B hả? Bạn comment đáp án BB. B. Cho tứ giác ABCD bất kỳ. À, tứ giác này là hình có bốn cạnh, ta vẽ luôn là hình nào cũng được. Vẽ luôn cái hình vuông đi cho nó dễ nhìn. Bất kỳ mà. Số các vector 0 có điểm đầu điểm cuối là bốn đỉnh tứ giác bằng. Mỗi một cạnh của tứ giác là cho hai vector, ví dụ như cạnh AB thì ta có vector AB và vector BA. Tương tự như vậy ba cạnh còn lại. Vậy thì bốn cạnh là 8 vector. Tuy nhiên ta còn có nối ABC thì được vector ACCA là 10 vector, BD DB nữa, 10. Hai vector nữa là tổng lắm. Tóm lại là tổng 12 vector. Đáp án chính xác 44B. Câu 45. Phương trình này có một nghiệm là x bằng 2 thì m bằng mấy? Anh thấy x bằng 2 vô phương trình thôi. Thấy x bằng 2 vô phương trình này. Đó là cái gì? 2 bình này trừ đi 2 nhân m nhân 2 là trừ 4m này. Đúng không? 2 bình viết 4 luôn đi. 2 bình viết 4. Nhanh. Cộng 2 cộng m bằng 0. Như vậy là trừ 4m cộng m là trừ 3m này. 2, 4 cộng 2 với 2 là 6 này. Chuyển qua với phải là âm 6 này. 3m bằng âm 6 thì m bằng dương 2. Chọn đáp án D. 5. 5 ta chọn D, chính xác. Chúc mừng những bạn comment 45D. Ta chỉ còn 5 câu nữa các bạn. Rồi. Các bạn suy nghĩ câu 46 này. Để cho các bạn thời gian suy nghĩ là 30 giây bắt đầu. Trong lúc các bạn suy nghĩ để thầy đi kiếm mình nước uống cái nha.
có 1, 2, 3 bạn comment 46 A. Những bạn còn lại là không biết làm, đúng không? Vũ không biết làm, Vũ ơi. Vũ ơi. 46 A hả? Vũ bật cam lên coi cái mặt cái Vũ rồi. Lâu lắm rồi. Đèn phòng em tối lắm mày ơi. Tối hả? Cho cả lớp chiêm ngưỡng nhan sắc của Vũ, lâu lắm rồi không ai thấy. Rồi. Các bạn hãy quan sát. Cho hình hình hành ABCD có cạnh AB bằng A, AD bằng A căn 2. Các bạn sẽ vẽ một cái hình hình hành trong bài nhá, ABCD. Góc này 45 độ nhưng mà thầy cũng vẽ không chuẩn xác, kệ nó đi. Tính diện tích hình hành ABCD. Người ta đi tính diện tích của tam giác ABD thì nhân đôi lên thôi. Hai tam giác ABD với CBD là bằng nhau, tam giác bằng nhau đúng không? Đó. Thế thì tính diện tích của tam giác nhân đôi, diện tích của tam giác ABD là bằng ở đây là đã biết số đo của cạnh AB bằng A, số đo cạnh AD là A căn 2. Thì bằng 1 phần 2 tích của cạnh AB nhân cạnh AD. Các bạn có nhớ công thức này không nhỉ? Nhân sin của góc tạo bởi hai cạnh này đó là góc A đấy. Góc xen giữa đó, góc tạo bởi hai cạnh ấy. 1 phần 2 nhân A nhân với A căn 2. Nhân sin sin 45 độ. Sin 45 độ là bao nhiêu nhỉ? Ở đây A nhân A là A bình phương này. 1 phần 2 nhân căn 2 là được căn 2 phần 2 này. Sin 45 độ là căn 2 phần 2 luôn. Căn 2 phần 2 nhân căn 2 phần 2 á là bao nhiêu? Là 2 phần 4 à? 1 phần 2 à? 1 phần 2 A bình. 1 phần 2 A bình. Diện tích tam giác AB là 1 phần 2 bình thì suy ra diện tích của hình bình hành ABCD bằng 2 lần diện tích của tam giác ABD. Hai lần 1 phần 2 A bình. A bình. Đáp án đúng là 46 A. Chúc mừng các bạn comment A. Chính xác. Không biết rằng là các bạn có nhớ những công thức này không? Đấy. Cố gắng viết công thức có bạn hỏi là trang thi hỏi là tính chiều cao được không? Tính chiều cao để làm cái gì? Tính hai tam giác bằng nhau thì mình tính một tam giác nhân đôi cho nó khỏe ha. Đấy. Tính chi cho mình. Chúng ta phải thế này các bạn ạ. Nắm chắc tất cả các công thức. Bây giờ các bạn dự định thi đại học khối khối gì? Có khối nào mà liên quan đến môn toán không? Nếu mà có, xác định từ lớp 10 nha các bạn, để ý. Ví dụ như thủ khoa khối B toàn quốc năm nay đi, là một cái thí sinh chuyên học chuyên toán ở Hà Tĩnh. Một cái chị ở chuyên Hà Tĩnh có 3 môn toán, hóa, sinh là 10 điểm tròn. Nhưng mà môn vật lý có 7 điểm mấy thôi đấy. À, đấy là học giỏi nhá, nhưng mà không học đấy. Tất nhiên thì thừa sức thí sinh đó chẳng qua là không học lý thôi. Chứ nếu mà học thì thừa sức trên 9 điểm lý nhưng mà không học. Đấy. Thì các bạn cũng vậy thôi, đâu có cần học môn khác mấy đâu. Môn khác mà kệ nó, để học vừa vừa đủ thi. À, thầy còn nhớ cách đây mấy năm là thủ khoa khối A toàn quốc đấy. Rất là buồn cười.
ba môn toán lý hóa là 29, mấy điểm, 29,75 điểm, 29,8 gì đó mà đó là ba môn toán lý hóa. Nhưng trong khi đó những môn tiếng Anh được 2-3 điểm gì. Thế là cũng đầu tốt nghiệp, cũng đầu đại học, thủ khoa Việt Nam luôn, khoa Việt Nam luôn. Ta phải học có trọng tâm, tập trung. Bây giờ thực ra thì những môn khác thì học để hiểu, để biết. Như vậy thôi. Nhưng mà dù sao thì mục tiêu cuối cùng chúng ta vẫn là thi đại học, đúng không? Đó là mục tiêu cuối cùng của chương trình cấp 3. Ai cũng vậy thôi. Tập trung ba môn nào mà mình cảm thấy có thế mạnh nhất, có cái tổ hợp ba cái môn đó có trong cuối thi đại học, cái ngành nghề mình yêu thích, tập trung học ba môn đó là chính. Những môn khác học có học nhưng học và vừa ít thôi. Có những bạn đi học thêm cả 5 môn toán lý hóa tiếng Anh sinh không biết để làm gì thì không biết, cuối cùng không tập trung như vậy thì làm sao thi đại học điểm cao được. Có 4 bài nào, các bạn comment 4 bài đi. Nãy giờ chưa ai comment 4 bài cả. 47A, Đức comment 47A. Có ai nữa không? Và ta kiểm tra nhá. Đấy, hệ số C nằm ở đây. C là giao điểm của parabol và trục tung đến không, x bằng không vào thì vào cái parabol của ta này thì y bằng c đó, c bằng không, c bằng không thì chỉ có câu a hoặc là câu câu d thôi. Rồi thì đồ thị hình chữ v thế này, cũng lên trên thế này thì a là lớn không à, thế nhưng mà câu d cũng a lớn không luôn, chỉ còn lại phải xét đến B rồi. B thì xét làm sao, nhìn này, điểm Y của ta này, đây này là Y, Y này là X, Y của ta này tâm đối xứng là trừ B phần 2A, trừ B phần 2A, X, Y là bằng trừ B phần 2A là nằm phía bên trái trục tung. Đấy, nằm phía bên trái trục tung thì nằm trên x và bên trái trục tung thì nó bé không, chữ b phần a nằm bên trái trục tung thì nó bé không thôi, nằm nửa bên trái trục y đấy, âm mà dưới mẫu a dương rồi, 2 nhân a dương thì muốn thằng này âm thì suy ra là tương đương với trừ b phải phải bén không, trừ b bén không là suy ra b lớn không, đúng không, nhân 2 bé 1 b lớn không, phải chọn phương án cuối cùng là câu D. Hả? Thì như hồi nãy Đức chọn A hả? Ô nhiều người chọn A kìa. Ô chà. Nguy hiểm nhỉ? Các bạn không hiểu bản chất à, hay là các bạn đoán hay sao vậy nào, bây giờ hiểu chưa, nếu bây giờ nếu ai hiểu được lời giải của câu 47 vừa rồi thì comment cho thầy số 1 cái con nào, bây giờ đã hiểu chưa thì comment số 1. Rồi rồi, nhiều bạn hiểu rồi, đúng rồi, sao lại có đứa comment số 2 đây. Đó, hãy quan sát điểm Y nằm ở đâu đây, chiếu lên hoành đồ điểm Y là trừ B phần 2A đấy. Vũ comment người thành công của lối đi riêng, thành công kiểu này hả, rồi đấy trừ B phần 2A là nằm phía bên trái trục tung thì nó bén không, hồi nãy một cái parabol, một cái bài tương tự như hồi nãy là trừ b phần a nằm bên phải trục tung này, nằm nửa bên phải bên này này thì lớn không,
Còn bây giờ nằm ở bên trái thì nó bé không, thế thôi. Ui thì tất cả những điểm nằm bên trái này là bé không. Tất cả những điểm bên phải ui là hoành độ x lớn không, trái lại bé không. Dưới mẫu là 2 nhân a lớn không rồi thì trên tử là trên tử là phải bén không, để âm chia dương thì mới bén không được, chia dương mới bén không được. Cuối cùng thì âm b bén không thì b lớn không. Rồi câu 48 nào, 48 comment đáp án 48 nào. Còn hai câu thôi đó. Câu 48 giống như một câu hôm trước ta sửa rồi các bạn. Không biết các bạn còn nhớ không? Một câu đợt trước ta sửa rồi. Cho phép phương trình bậc 2 với M là tham số. Gọi M0 là giá trị của tham số M để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn hệ thức. Hỏi M0 thuộc khoảng nào sau đây? Tức là các bạn có thể giải ra M0 là một hàng số nào đó, một con số cụ thể nào đó. Rồi các bạn đối chiếu xem trong các khoảng ở 4 đáp án A, B, C, D này, khoảng nào chứa cái giá trị hàng số ta vừa tìm được. Khi đó, này, đối chiếu. Quách Mai comment luôn là M0 bằng mấy luôn cho thầy nào? M0 bằng mấy nào? Em giải đáp M0 bằng mấy? Bằng 1. Rồi, rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Có một bạn đã chọn 48A M0 bằng 1. Rồi, bây giờ ta giải nhá. Phải M0 là giá trị tổng số M để phương trình có hai nghiệm. Bài này có hai ý các bạn ạ. Trước tiên là chúng ta phải tìm M để phương trình bậc 2 có hai nghiệm rồi đã. Muốn có hai nghiệm thì delta hoặc delta phẩy của ta là lớn hơn hoặc bằng không. Hai nghiệm này không nhất thiết phải phân biệt. Delta delta phẩy đi. Delta phẩy lớn hơn hoặc bằng không. Delta phẩy là gì? Là trừ đi b phẩy bình phương. B phẩy b của ta là trừ đi 2 lần m cộng 2. B của ta là trừ 2 m cộng 2. Thế trừ b phẩy là b phẩy bình phương. Xin lỗi, b phẩy bình phương. Tức là m cộng trừ đi m cộng 2 này, tất cả bình phương này. Ở cấp 3 không ai biết dấu trừ như thế đâu, chỉ cần biết m cộng 2 tất cả bình được rồi. Trừ AC tức là trừ đi 1 nhân với m bình trừ 1 đó bằng dấu trừ này, bình phương là mất trừ đi, còn lại m bình cộng 4m cộng 4 trừ đi m bình cộng 1, thu gọn lại là được 4m cộng 5. M bình trừ M bình là hết rồi. 4 cộng 1 là 5. Delta phải của ta lớn bằng 0 thì đây là thầy làm trắc nghiệm nhá. Làm tự luận là phải lập luận đầy đủ. Thì 4M lớn hơn bằng 5. Âm 5 thì M lớn bằng âm 5 phần 4 thôi. Đó là điều kiện để có hai nghiệm x1, x2. Bây giờ với cái điều kiện này thì áp dụng nghệ thuật PS ta có tổng hai nghiệm bằng trừ b phần a là hai lần m cộng 2, trừ đi trừ hai ấy là mất trừ rồi, tích hai nghiệm c phần a là m bình trừ 1. Đã thế vào cái tổng và tích vào đây, x 1 cộng x 2 trừ x1 x2 bằng 6. Thế vô tổng hai thằng này là 2m cộng 4 nhân đấy, chỗ này là 2m cộng 4 nhân 2 vô trong ngoặc luôn, trừ đi thằng này là mở ngoặc m bình trừ 1, thì tổng ngoặc mở ngoặc ra là trừ m bình cộng 1 trừ 6 bằng 0. Đấy. Thu gọn lại là được cái gì? Trừ m bình phương
cộng 2m, 4 cộng 1 là 5, trừ 6 là trừ 1 bằng 0. Nhân 2 với phương trình với âm 1 đi. M bình trừ 2m cộng 1 bằng 0. Nhân 2 với phương trình âm 1. Đây là vế trái là hàng đẳng thức. Số 2, m trừ 1 tất cả bình phương bằng 0, tương đương với m bằng 1. Giá trị m bằng 1 này là thỏa mãn điều kiện lớn hơn bằng âm 5/4. Điều kiện sau đây này. Thế nếu mà m bằng 1 này mà không thỏa mãn điều kiện sau ở đây là chú ý với thầy là không nhận loại đấy. Cái loại rồi thì ta phải cân nhắc. Loại rồi thì chúng ta cân nhắc là có thể là không có giá trị m nào thỏa mãn. Thì ở đây giá trị m bằng 1 tìm được là thuộc cái khoảng từ âm 1 đến 2, nó nằm cái khoảng này. Nó không thuộc khoảng từ 1 đến 3 đâu. Và không có số 1 trong đó. Một bị loại này, toàn là loại. Âm 1 đến 0 không chứa số 1, 2 đến 3 cũng vậy. Đáp án chính xác là đáp án A. Chúc mừng những bạn comment A nhé. Đặc biệt là bạn Quách Mai, rất là sớm. Đang thi cũng comment A, rồi. Đấy. Bạn nào ấy thì có thể chép lại, suy ngẫm. Học là chúng ta phải suy ngẫm. Bữa trước thầy coi một vô tình coi một video trên YouTube mà của một cái thủ khoa đại học năm nào đó mà bí kíp thủ khoa đấy, trời ơi, làm của một đứa con gái làm tỉ mỉ quá trời luôn. Bài họ làm đi làm lại mấy lần, làm giấy nhớ để dán này thì làm tỉ mỉ lắm. Có học xong xoang đâu, học hay không thể tỉ mỉ được như thế. Dán giấy nhớ này, thời thầy đi học thậm chí không có giấy nhớ mà dán luôn, tô màu này cái gì làm đi làm lại biết bao nhiêu lần để nhớ dán. Câu 49, cho hàm số bậc 2 này có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới. Có nghĩa là hàm đồng biến từ âm vô cực cho đến 1 với x thuộc khoảng từ âm vô cực cho đến 1, bạn thấy không? Thì mũi tên đi lên, fx đi lên đồng biến. Còn x thuộc khoảng từ 1 đến dương vô cực thì mũi tên lại đi xuống, nghịch biến. Bây giờ có bao nhiêu giá trị nguyên của m học thuộc đoạn từ âm 2020 đến dương 2020. Để phương trình này là trị tuyệt đối của fx bằng m có hai nghiệm. Trị tuyệt đối của fx bằng m nhé, bạn hãy quan sát. Thầy sẽ không cần xét ra hai trường hợp là fx bằng trừ m, fx bằng m nữa. Nha. Đó. 2016 chưa phải là đáp án cuối cùng, bởi vì đang còn với cộng thêm một phần tử nữa, đó là phần tử 0, m bằng 0 nằm nếu đường thẳng y bằng m trùng với trục x đây, thì nó sẽ cắt parabol tại điểm một điểm thành ngay tại cái con chuột đang chỉ đây, điểm đây và một điểm bên này nữa, đó, hai điểm hai bên. Như vậy tổng cộng là 2017. Đáp án chính xác là chọn B các bạn ha. Chọn B nhá. Khó đấy các bạn. Câu này là câu một trong những câu lấy điểm 10 của đề này đấy. Còn một câu cuối cùng nữa các bạn ha. Câu cuối cùng. Như vậy 49B. Trong mặt phẳng tọa độ OXY cho tam giác ABC,
cho điểm M có tọa độ xy trên đoạn thẳng BC, nó nằm trên đoạn thẳng BC nhé, so cho diện tích tam giác ABC gấp 4 lần diện tích tam giác ABM. M nằm có tọa độ là xy. Diện tích tam giác ABC gấp 4 lần diện tích tam giác ABM. Thế nó đến diện tích tam giác. Thì ta nhớ đến công thức 1 phần 2 tích của đáy nhân với chiều cao. 1 phần 2 đáy BC nhân với chiều cao, ta vẽ thành điểm cao. Đây vẽ H là đường cao của chân đường cao kẻ từ A đến BC 1 phần 2. BC nhân AH. Còn diện tích tam giác ABM sẽ bằng 1 phần 2 đáy BM nhân với đường cao vẫn là AH. Tại sao được AH cũng là đường cao của tam giác ABM? Thì nó AH là vuông góc với đường thẳng chứa cạnh BM, thì nó là nó sẽ được chọn làm đường cao tương với đáy BM, cạnh đáy BM. Đó. Các bạn nhanh tay comment đáp án câu 50 nhé, câu cuối cùng nhé. Câu 50. Tới đây thì suy ra 4 lần diện tích tam giác ABM nhân 4 vào đây. 4 nhân 1 phần 2 là số 4 mà. 4 nhân 1 phần 2 là 2 nhé. 2 lần BM nhân với AH. Mà diện tích tam giác ABC với 4 bằng 4 lần diện tích tam giác ABM. Diện tích tam giác ABC thì bằng 4 lần diện tích tam giác ABM. Có nghĩa là ta sẽ suy ra được là gì? 1 phần 2 BC nhân AH sẽ bằng 2 lần BM nhân AH. BM nhân AH. Ở cả hai vế đều có nhân với AH thì ta rút gọn luôn phải nhân. Thì còn lại BC bằng 4 lần BM. BC bằng 4 lần BM. Tại sao bằng 4 lần thì quy đồng số 2 trong bên này luôn nhé. Nhân cả hai vế với 2 cũng được. Nhân 2 trong bên vế phải ạ. BC gấp 4 lần BM. Các bạn hãy quan sát BM và BC. BM và BC là hai vector có cùng hướng. BC gấp 4 lần BM, vậy thì ta cũng suy ra được vector BC bằng 4 lần vector BM. 4 lần vector BM. Ta tính vector BC thôi. Vector BC của ta là nhiêu nhỉ? Vector BC tính ra thôi là bao nhiêu nhỉ? XC trừ đi XB là âm 1 trừ đi 2 là âm 3 này. IC trừ IB là âm 2 trừ đi 1 là âm 3 luôn này. Bằng vế phải là 4 lần vector BM, tức là 4 lần đấy nhỉ. BM là X trừ đi mấy? X trừ 2 này. Y trừ mấy? Y trừ 1 này. Đó. XM mà trừ đi XB đấy, XM trừ IB đấy. Ở đây ta tìm được XY thôi, dễ dàng tìm được XY. Nên ta suy ra là có hai phương trình, 4 nhân x trừ 2 bằng âm 3. Tức là 4x trừ 8 nhân vô trong ngoặc luôn nhé. 4 nhân x trừ 2 là 4 nhân 4x trừ 8 này. Bằng âm 3. Tiếp tục ở đây là thầy lấy 4 nhân vô trong ngoặc, 4 nhân y trừ 1 là 4y trừ 4 này. Nhân y trừ 1. Y trừ 4 bằng vế trái là âm 3 đấy. Tung độ âm 3. Đến đây thì x sẽ bằng nhân 5/4 phải không? Âm 8 cho qua vế phải là 8 trừ 3 là 5, 5/4 đúng không? Y sẽ bằng 1/4 hả? Âm 4 cho có phải là 4 trừ 3 là 1, 1/4. Mà đề bài yêu cầu là tính x bình trừ y bình. Như vậy là 5/4 bình tất cả bình trừ đi 1/4 tất cả bình.
bằng vô đây 25/16 trừ đi 1/16 là 24/16. Úp gọn chia cho 8 cả tử và mẫu đi. 3/2. Đáp án đúng là câu C. Đấy. Câu này nhìn đề thì tưởng khó, nhưng mà chúng ta việc đơn giản là vẽ thêm một cái đường cao AH để chúng ta xử lý rất gọn gàng như thế. Úp gọn được cuối cùng suy ra được vector BC bằng 4 lần vector BM, đây là vector cùng hướng nhé. Biến đổi nhỏ nhỏ như thế là chúng ta đã giải quyết được. Đúng rồi, trang thi công bằng 3/2, chính xác. Đó. Các bạn có thể xem lại cách giải nhé. Xem lại cách giải để thu nhỏ lại cho các bạn nhìn. Đó, lời giải của câu này. Rồi. Buổi ôn tập đề công 2 đến đây là chúng ta sẽ kết thúc. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau. Chúng ta tuần sau ôn tập kiến thức học kỳ 2 nhé. Rồi. Các bạn bật mic lên chào nhau một cái để chúng ta tạm biệt nào. Em chào thầy. Rồi, chào bạn nha. Chào thầy. Chào các bạn nha. Chào thầy. Vâng.